ngăn chặn 1 tấn nầm lợn đang biến đổi chất, bốc mùi hôi thối. Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn vừa tổ chức khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải thùng kín, biển kiểm soát 29H40284 đang dừng đỗ tại lề đường quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Pỏ Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do ông Trần Văn Quân là người đang điều khiển. Qua kiểm tra thực tế, phát hiện trong thùng kín của xe ô tô có cất giấu 40 bao tải dứa màu trắng có in chữ nước ngoài trên vỏ bao bì. Bên trong có chứa đựng hàng hóa được đóng theo quy cách đồng nhất 25kg một bao với tổng trọng lượng là 1.000kg. Kiểm tra hàng hóa bên trong các bao tải dứa này đều chứa đựng một loại hàng hóa được xác định là nầm lợn và chưa được kiểm dịch theo quy định, có hiện tượng chảy nước, có màu đen và bốc mùi. Ước tính trị giá số nầm lợn trên gần 100 triệu đồng. Tại thời điểm khám phương tiện vận tải, ông Trần Văn Quân không xuất trình được hóa đơn chứng từ hay giấy tờ liên quan đến số hàng hóa đang vận chuyển này. Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm, Đội Quản lý Thị trường số 6 đã tạm giữ toàn bộ số nầm lợn nêu trên và phương tiện vận tải để xác minh làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.